Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó bão số 3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương. Trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh, nhất là khu vực ngập lụt đô thị, vùng trũng thấp ven biển, sông, suối, khu khai thác khoáng sản, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men để chủ động ứng phó với mưa lũ lớn. Kiểm soát giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, cầu vượt biển để đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại các luồng bè nuôi trồng thủy sản. Rà soát các khu vực ở ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn, đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du hồ chứa, sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động. Bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh đã được hơn 2 tháng, buộc các địa phương phải tiêu hủy hơn 600 tấn lợn các loại. Cùng với việc nỗ lực chống dịch, thì các địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho hộ gia đình có lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy theo đúng quy định về đơn giá hỗ trợ của tỉnh. Tính đến nay, tất cả các huyện, thành phố đã triển khai hỗ trợ chăn nuôi có lợn bị dịch tả châu Phi buộc phải tiêu hủy với tổng số tiền là 7 tỷ 100 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay, sau hơn 2 tháng bùng phát dịch, gần 2.300 hộ gia đình có lợn bị buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng lên đến 622 tấn lợn các loại. Cùng với việc hỗ trợ nông dân có lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy, thì đã có 7 huyện thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch với tổng số tiền là 1 tỷ 400 triệu đồng. Cũng theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay có 19 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh và đã công bố hết dịch. Tại những địa phương này, bà con nông dân có thể tái đàn tại chỗ, nghĩa là hộ gia đình tự sản xuất được con giống an toàn, sạch bệnh, tiêm đủ các loại vaccine phòng bệnh khác theo quy định thì có thể nuôi lợn thương phẩm. Hiện mức hỗ trợ đối với lợn bị dịch tả châu Phi phải tiêu hủy đã giảm. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang trong giai đoạn khai thác là 30.000 đồng mỗi kg và các loại lợn còn lại là 25.000 đồng mỗi kg. 6 tháng đầu năm nay, dự án Ngân hàng Bò do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tài trợ được triển khai tại Lào Cai đang đạt được những kết quả rất tích cực, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ nông dân tại các huyện được triển khai dự án. Chương trình Ngân hàng Bò tiếp tục được triển khai trên địa bàn 8 huyện thành phố là huyện Bắc Hà, Simacai, Mường Khương, Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Sát, thành phố Lào Cai và huyện Sapa. Qua đó góp phần giúp người dân vùng cao biên giới phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Với số bò giống ban đầu 335 con, đầu tư cho 335 hộ nghèo, tính đến nay đàn bò sinh sản tăng lên trên 800 con. Trong đó Hội Chữ Thập Đỏ đang quản lý 535 con với 200 hộ nghèo mới được hỗ trợ từ chương trình. Song hành cùng dự án Ngân hàng Bò là mô hình nuôi trâu rẽ sinh sản giúp hộ nghèo phát triển kinh tế do Hội Chữ Thập Đỏ thành phố triển khai. Từ 14 con ban đầu, đến nay đã đạt 34 con. Hội cũng đã hỗ trợ 68 con dê giống cho 34 hộ nghèo tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, hỗ trợ 40 con lợn giống cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà. Đàn vật nuôi đều sinh trưởng và phát triển tốt, quy mô không ngừng tăng lên. Những thành quả đó đang nhân lên niềm vui, niềm hy vọng cho các hộ nghèo và cũng góp phần khẳng định thành công bước đầu của dự án Ngân hàng Bò, trao thêm cơ hội thoát nghèo cho bà con nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có sự vào cuộc tích cực với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó điểm nhấn chính là phong trào phụ nữ 503 sạch, mô hình nhà sạch vườn đẹp đang được triển khai rộng khắp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nhân dân. Ghi nhận về hiệu quả của mô hình này tại huyện Mường Khương. Đã thành thông lệ, mỗi khi có tiếng kẻng này vang lên, chị em phụ nữ của thôn Nậm Rúp lại tự giác tập trung để dọn vệ sinh môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay, sau khi Thanh Bình được công nhận là xã nông thôn mới, thì tinh thần ấy lại càng được nâng cao.
Thôn thì lúc nào cũng có kẻng thứ sáu hàng tuần để vận động bà con với chị em phụ nữ. Thứ nhất là nhà sạch ngõ sạch bếp. Mai thì vừa là có khách ở nơi xa thì người ta có khách quen người ở xa thì về, mời thì người nào cũng phải dọn dẹp nhà cửa đường làng ngõ xóm để đón Tết, thì mai ăn Tết thì cho nó phấn khởi. Khi tham gia mô hình nhà sạch vườn đẹp, mỗi hộ dân cần đạt 3 tiêu chí, 3 sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Nơi chăn thả gia súc, gia cầm phải có lưới quây xung quanh, gia đình có thùng đựng rác, hố phân hợp vệ sinh, phải trồng cây xanh, rau xanh quanh nhà. Vừa tạo khuôn viên vườn đẹp, vừa có giá trị kinh tế. Là một thôn thuần nông lại khá xa trung tâm như Nậm Rút, để đảm bảo các tiêu chí đó là một khó khăn lớn. Tuy nhiên, với sự tuyên truyền hướng dẫn tích cực của cán bộ hội phụ nữ xã, thôn, mô hình nhà sạch vườn đẹp, phong trào phụ nữ 503 sạch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi người. Đi làm về ở bên ngoài về để về nấu cơm, quét dọn các thứ bốn quanh nhà cho nó sạch sẽ, đảm bảo cháu ăn uống nữa cho nó sạch sẽ. Còn thì ở bên phụ nữ thì người ta cũng quan tâm, cũng phải nói, nhưng mà trách nhiệm của mình thì mình phải làm, tự túc làm thì mới là cái chính. Như tính kinh người ta vào chứ, nhà sạch thì mát, bát sạch thì nó ngon cơm. Thời điểm này, toàn huyện Mường Khương đã thành lập được 54 mô hình nhà sạch vườn đẹp với trên 2.300 thành viên, 6 mô hình 503 sạch với hơn 300 thành viên, 6 mô hình chi hội 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để mô hình này có thêm sự lan tỏa, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là khó khăn trong tiêu chí vệ sinh môi trường tại các thôn khó khăn. Xã thì lại là có đến 12 dân tộc. Cái mỗi một cái dân tộc phải có một cái văn hóa riêng. Thứ ba nữa là cái địa bàn khá là rộng, mà trong cái đến lực lượng của cái cán bộ hội thì lại mỏng. Chính vì thế mà cái công tác tuyên truyền thì cũng chưa được rộng. Mà đối với lại các cái dân tộc thì có những dân tộc rất là khó ở cái chỗ là có những cái văn hóa ăn sâu vào cái đời sống của họ rồi. Để thay đổi được thì nó không một sớm một chiều không thể làm được. Để cuộc vận động thực sự có hiệu quả và lan tỏa trong hội viên phụ nữ thì trong những năm tới thì chúng tôi cũng xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các cái tiêu chí về xây dựng gia đình 503 sạch tới hội viên phụ nữ cũng như là mục đích ý nghĩa của cuộc vận động. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái cách làm sáng tạo, đó là tổ chức triển khai các cái nội dung trong cuộc vận động gắn với các cái nhiệm vụ của hội trên địa bàn. Hàng năm tiến hành rà soát các cái hộ đặt các cái tiêu chí mà cần đặt ấy, thì để có kế hoạch giúp đỡ, phấn đấu là hàng năm thì mỗi một cơ sở hội sẽ giúp đỡ từ 2 hộ trở lên đặt các cái tiêu chí 503 sạch theo nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Cuộc vận động gia đình 503 sạch và xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp đang lan tỏa rộng khắp tại các địa phương của huyện Mường Khương, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Mường Khương, rất cần sự vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt, sát sao của chính quyền địa phương, phát huy vai trò chủ thể của người dân, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ trong thực hiện phong trào. Huyện Simacai đã tổ chức thành công hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019 với sự tham gia của 15 đoàn, 230 vận động viên ở 6 môn thể thao: chạy việt dã, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, tu lu và ném còn. Hội thi nhằm tiếp tục giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, là dịp để người dân trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong hoạt động thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn xã Cán Cấu, giải nhì cho đoàn xã Simacai và giải ba cho đoàn vận động viên đến từ xã Nàn Sán. Qua hội thi đã phát hiện và lựa chọn những vận động viên có năng khiếu thể thao để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tham gia hội thi thể dục thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ 6 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.